Dạ, hôm nay kênh Nhà Đất em quay và đăng tải lên một lô vườn cà phê và vườn tiêu thuộc xã Jun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Và đây để em giới thiệu, đây là con đường liên thôn nhé, con đường bê tông rộng khoảng 6 mét. À, con đường này là thông qua xã bên A là Bá, à, và co ngược lại hướng này thì chúng ta lên tới cách đường tỉnh lộ, cái vườn của chúng ta cách đường tỉnh lộ 438 thì khoảng trên dưới một cây số nhá, à, là chúng ta về tới đường tỉnh lộ 438 và về tới trung tâm ủy ban dân huyện Chư Sê, cũng như quốc lộ 14A thì bán kính khoảng 7 cây số quay đầu thôi ạ, chưa tới 7 cây số. Một lô vườn có tổng diện tích là 5 sào rưỡi nhá, gồm hai mặt đường. 5 sào rưỡi trong đó đây, toàn bộ hiện tại giờ gia chủ trồng cây cà phê và cây tiêu trụ sống đây nhá. Được trên dưới 600 cây cà phê thì cũng vào năm thứ 10 thôi. À, có một căn nhà nhỏ đây ạ. Điều đặc biệt lô đất chúng ta ôm đằng sau là khu ruộng lúa, và cách một cái vườn nữa là lô đất chúng ta là một cái suối lớn và một cánh đồng ruộng lúa bậc thang rất đẹp. Đó, đây cái mặt đường này là được 30 mét. À, còn mặt đường đây là khoảng 140 mét mặt đường bê tông này. Tức là vườn của chúng ta ôm 140 mét mặt đường bê tông và 30 mét mặt đường bên trên đây. Đường xá thông thoáng đây ạ. Với lô đất này chúng ta có thể về đây làm nhà, bởi vì từ đây lên đường tỉnh lộ, khu dân cư buôn bán, mua đồ ăn thì bán kính chỉ khoảng một cây số thôi, nên là đường đi nối lại rất thuận tiện. Ra trường học cấp 1 nhá, ở khu vực này có một cái trường học cấp 1 thì bán kính khoảng 2 cây số. Với chất đất đỏ sỏi cơm nhá, đây ạ, đất đỏ sỏi cơm, đất này cũng rất tốt. Cà phê thì nói thật chủ nhà cũng chăm sóc không được đẹp. Vườn này nếu chúng ta mua thì chúng ta phải chăm sóc, chúng ta phải chăm sóc dọn dẹp lại cành thì chúng ta để chăm sóc thì cà nó mới đẹp được. Với lô đất này chúng ta có thể ở đây hoặc chúng ta có thể có điều kiện chúng ta xây nhà yến thì quá đẹp, bởi vì có suối lớn và khu ruộng lúa. Ở đâu có nước và có lúa thì ở đó xây nhà yến rất đẹp. Khu vực này em cũng thấy có một số bà con họ nuôi yến rất nhiều. Đó, cánh đồng ruộng lúa đấy ạ. Ở dưới cái đuôi vườn chúng ta là một cánh đồng ruộng lúa bậc thang và một cái suối lớn luôn. Suối lớn và có một cái thác và một cái đập tràn. Phải nói là một lô đất đẹp nhá, có mặt đường trên dưới cả gần 200 mét, hai lô, hai mặt đường. Cái giá gia chủ đang đưa ra chỉ có 720 triệu thôi. 720 triệu, tổng diện tích là 5 sào rưỡi. Lô đất ngay thuộc huyện Chư Sê nhá. Đây, đối diện miếng đất của chúng ta thì là đây. Này. Chúng ta xây nhà yến, chúng ta có thể tái canh lại cây ăn trái ở đây. Chúng ta ở một cái view này rất đẹp, tí em sẽ bay lại cam của anh chị sẽ thấy cả một cánh đồng ruộng lúa bậc thang nhé. Để em nhắc lại, tổng diện tích là 5 sào rưỡi, hai mặt đường bên góc kia là 30 mét, và chiều mặt đường đây là trên dưới 150 mét. Mặt đường bê tông lớn thế này, đường thông từ xã này qua xã kia nhé. Gia chủ đang đưa ra cái giá 720 triệu bao sang tên, vẫn còn thương lượng nhẹ nhé. Quý anh chị nào có nhu cầu để chúng ta mua định cư hoặc chúng ta mua đầu tư sinh lời thì liên hệ cho em, bởi vì lô đất này mặt đường rất nhiều với cái giá chỉ có 720 triệu. Bình quân tính ra chỉ đâu đó mấy triệu một mét thôi ạ. Rất rẻ. Bây giờ quý anh chị theo dõi live cam nhé, để biết cái vị trí lô đất và cái cánh đồng ruộng lúa nó đẹp thế nào ạ. Xin mời và chúng ta theo dõi live cam. Em xin tạm dừng video đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.